always on my mind, all day just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, widest sky. The beauty of our love paints rainbows everywhere we go. Need you all my life, you're my hope, you're my pride. In your arms I find my heaven, in your eyes my sea. Chú
chẳng tham áo sâu hay nhà cao, mà chỉ tham anh chút công danh về sau, về sau ý về sau. Chẳng tham má phấn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nếp na em trăm đường, trăm gia đình và ông Giang với ông nhắn được để đến để quán nhận, tôi đi ra lễ
nhất. Trẻ trai thì là bạn giới thiệu ngồi ở trên đây là bà mới là giáo viên, còn ngồi bà áo con đê và khi đã được giới thiệu thì là ông Quang đưa tay lên
sau khi vợ cái chấp nhận cái thủ tục là ăn hỏi tiếp theo chương trình, vì điều kiện đường đất xa xôi được phép của gia đình nhà gái và gia đình nhà trai tiếp tục là xin phép nhà gái được đồng ý, và chúng tôi sẽ xin quốc đồ lễ làm lễ giải cưới cho để xin phép cho các cháu được về làm vợ làm chồng, thì cũng thông báo cái thời giờ để cho gia đình hai bên chúng ta biết, tức là ngày 8 vào lúc 9:15 và gia đình chúng tôi sẽ thu xếp và 9:15 và xin phép được đón cháu Uyên về làm dâu con gia đình chúng tôi. Đương nhiên điều kiện thời gian thì nó tôi được rất xa xôi, rất mong gia đình nhà gái tạo điều kiện để giúp đỡ cho gia đình nhà trai để đón cháu về gia đình đúng với cái thời gian gia đình đã định. Còn cái lễ dân cưới này gia đình chúng tôi xin phép được dâng lên tổ tiên, tắp hương cho ông bà tổ tiên, và cũng là cái lộc của hai cháu đối với gia đình hai bên. Xin cảm ơn các ông các bà đã tạo điều kiện để giúp cho đoàn chúng tôi hoàn thành này. Kính thưa hai họ, bác Hùng đại diện cho chủ đoàn của họ nhà trai đã giới thiệu và có lễ đám cưới đối với của cháu Dương, đối với cháu Nguyên. Xin thay mặt cho họ, tôi cũng là trưởng đoàn của họ nhà gái, xin nhận toàn bộ số lễ vật là đã mang đến để còn hỏi vợ cho cháu. Thì bây giờ xin phép hai họ và mời bà Vang và bà Với cùng với hai cháu và tôi và bác Hùng là xin dâng lễ lên để thắp hương gia tiên của họ là chúng tôi và của nhà ông bà Vang Với. Bây giờ một cháu là cái mâm cau lên trên bàn thờ trên để thắp hương. Và mời hai bà hai cháu con đó.
Cho đời vang lên tiếng cười.